Ngày mùng 1 tháng 12, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm làm việc tại sư đoàn 32, quân đoàn 1. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 32 đã báo cáo với thượng tướng Phan Văn Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn, 27 tháng 12 năm 1950, 27 tháng 12 năm 2020. Theo đó, năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, có nhiều chuyển biến tiến bộ, bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Sư đoàn 32 đã thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các chế độ trực, xây dựng tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu khoa học, chặt chẽ cho các đối tượng, tổ chức diễn tập có bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật. Đặc biệt, sư đoàn 32 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập sư đoàn 32. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích mà sư đoàn 32 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh thế hệ cán bộ chiến sĩ sư đoàn 32 phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hăng hái thi đua lập nhiều thành tích mới trên tất cả các mặt công tác xứng đáng với truyền thống 70 năm anh hùng của sư đoàn chiến thắng. Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn 32 sắp tới sẽ diễn ra trang trọng, ý nghĩa, góp phần giáo dục cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn, nhất là thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp nối xây dựng sư đoàn 32 ngày càng vững mạnh toàn diện. Trước đó, thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra tại trung đoàn 141 và trung đoàn 165 sư đoàn 32 tại đây đồng chí tổng tham mưu trưởng đã ân cần hỏi thăm trò chuyện với các cán bộ chiến sĩ thăm kiểm tra một số mặt công tác của các đơn vị